Đi mệt hơn. Nhưng mà thôi bây giờ con đem màu gì? Con nó vui. Màu ở đây này, một cái màu màu trắng đậm. BMW loại xịn cao cấp rồi. BMW cái đời nó bao nhiêu? Chạy sướng rồi 28 đúng. Tức là đời 26 cái tại mua người. Tức là cái xe nhập á là nó mình mua 2019 nhưng mà nó không có đời 2019. Tại vì nó phải nhập mất mấy tháng á cậu ạ. À. Cho nên nó là lùi về 28. Tức là tháng 12 năm 2019. Anh mới mua tháng tháng 2. Đi ngon lắm, nói chung là xe đi Đức ngon. Đi sướng. Xe Đức thì là xe Đức thì là ok. Sao? Cái xe đó mà cao như cậu rồi đi ngồi vô cái đâu, xe đấy là xe SUV hay là xe xe sport? Nhìn nó giống như con siêu nhân. Chị đợi mua hai câu. Thì bây giờ em không đi được xe thấp thì em đi xe cao thì có chiếc xe cao 7 chỗ thôi. Còn chiếc rồi 7 chỗ bảo Nha Trang ấy. Mà xe đó cũ lắm rồi, 2010. Anh có chiếc Karen 7 chỗ 2010 bỏ để đi đọc, đi tới đi lui chở đồ rồi. À thế còn một cái anh mà hồi mà anh ở Pháp ấy, tên gì nhỉ? Anh bây giờ thế nào rồi? Đặng Văn Bon thì bây giờ ông cũng về đi tới đi lui Việt Nam hồi á. Cũng có bị gì đâu cậu. Yeah. Ông cũng bây giờ cũng ở Pháp nhưng mà ông là bằng ông cũng thường về Lào đó. Ông cũng về Việt Nam rồi. Về hoài. Còn làm ăn gì nữa không? Giờ ông cũng bị hiếu rồi. Dần ra thôi, nó bây giờ nó lấn vậy nó thành là nó còn thu hẹp, nó thành ra như cái mương. Đó là một, thứ hai nữa là nó lại trở thành ra cái nơi thải cống, cái đâm nó hỏng hết. Thế bây giờ người ta đang chuẩn bị phải lọc lại, đấy đang xử lý đấy, và thì đây bây giờ lại đang chuẩn bị lại nhờ kỹ thuật người Nhật ấy, ông lại lọc cho có thể trong vắt lại nuôi cá nuôi kiếp được, cho thuyền đi lên trên.